chị xuống, chị bảo gửi cho chị luôn để chị đăng lên Facebook quảng cáo. Mặc dù là chưa bàn giao đâu, sáng mai bọn em sau khi xong xuôi hết, test ngon ngẻ hết là bàn giao, thì chị chủ quán với cả cậu em mà hay liên hệ với em ấy thì cũng rất ưng ý, rất là mừng vì đã đạt được những cái gì mà mong mỏi, thậm chí là còn vượt xa những cái gì mà mong muốn của chủ đầu tư. Đây các bạn, rất là tuyệt vời luôn. Có những cái công trình mà bọn em rất là tâm huyết. Hiện tại thì nói thật là cái công trình nhà bọn em vào đến đây là lần thứ 2 rồi, để làm sao để làm hài lòng khách hàng. Khang Phú Đạt Audio sẽ cung cấp toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng, hội trường, tiệc cưới, bar, pub, karaoke. Vì vậy các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với bên em nhé. Audio cam kết sản phẩm nhập khẩu chính hãng, bảo hành trong 24 giờ, đổi mới linh kiện không sửa chữa, bảo trì định kỳ 6 tháng 1 lần. Khang Phú Đạt Audio luôn đồng hành cùng khách hàng. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông chính thức của Khang Phú Đạt Audio. Ngày hôm nay em Đức cùng đội ngũ anh em kỹ thuật có mặt tại thị trấn Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, và ngày hôm nay bọn em lắp vào setup một cấu hình phòng karaoke rất là đặc biệt cho quán Luxury Karaoke. Luxury Karaoke có địa chỉ tại trung tâm thị trấn Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Từ đường quốc lộ 1A đi vào thì các bác đi vào khoảng 1,5 cây. Quán nằm trên ngay đầu cầu Bánh Tét. Đây là cầu Bánh Tét các bác ạ. Ngay đầu cầu thì các bác có thể thấy biển rất là to, đó là quán Luxury Karaoke. Chị chủ quán đã tận dụng tầng 7, tầng 8 là để làm bề spa, chăm sóc sắc đẹp. Còn không gian ở quán là từ đây, từ theo hướng tay em chỉ này, đến cả bên ngoài này, bao gồm từ tầng 1 là lễ tân, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5 và tầng 6 là có các phòng karaoke. Nếu như bác nào có dịp ghé qua vào Quảng Bình thì có thể qua để thưởng thức âm thanh và ủng hộ Luxury Karaoke tỉnh Quảng Bình, và đồng thời có thể là cho bọn em xin lại cảm nhận về chất lượng, về âm thanh bọn em setup nhé các bác nhé. Bây giờ thì em xin mời các bác theo chân em Đức để vào gặp đội ngũ anh em kỹ thuật xem là cấu hình trong phòng karaoke ngày hôm nay bọn em lắp gồm những thiết bị gì. Đầu tiên thì nói về diện tích của căn phòng này là 60m², khá là rộng một phòng karaoke. Mục đích sử dụng của căn phòng này thì ý tưởng của chị chủ quán lên là để phục vụ những số lượng khách hàng đông và có nhu cầu để bay đấy các bác ạ. Nói về cấu hình ngày hôm nay bên Khang Phú Đạt sử dụng cho Luxury Karaoke thì bên em sử dụng tất cả loa full đến từ thương hiệu JBL. Đây các bác có thể thấy trước mặt các bác, đây là hai chiếc JBL 340, đầu mã cụ thể là KP4012, nhập khẩu chính hãng từ 3 sao các bác nhé, và được phân phối của Sky Group. Ở giữa đây để đảm bảo vùng âm thanh được phủ đều, đáp ứng cái nhu cầu nghe và hát của khách hàng, thì ở đây giữa đây bọn em cũng bố trí thêm một đôi. Đây, một chiếc này là một đôi Combat 40 KP41012. Đây, và em quay ngược lại cho các bác xem. Thì ở đây là cũng ở cuối khán phòng bọn em cũng sử dụng một đôi KP41012 cũng đến từ thương hiệu JBL. Và để đánh cho khán phòng này thì bên em sử dụng hai chiếc loa súp kép Bass 50. Đây các bác nhé. Đấy, được bố trí như sau. Tiếp đến là một ánh sáng, thì để sử dụng cho không gian của căn phòng này, bên em đã sử dụng kết hợp đó là 32 chiếc đèn mini LED spot có công suất là 60W, kết hợp với đó là hai chiếc laser 2W theo hướng tay em chỉ đấy ạ. Và không thể thiếu nữa rồi, đó là chiếc máy tạo khói. Nói qua về bố cục và ý tưởng của sắp xếp hệ thống đèn trong khu vực này, thì bên em chia 32 chiếc đèn mini LED spot 60W ra thành hai khu vực. Ở đây là khu vực thứ nhất với 4 khung, và mỗi khung là được sắp xếp lắp là 4 chiếc đèn. Khu vực thứ hai là đây các bác ạ. Đấy.
Hiện tại thì anh em đã treo được 12 chiếc rồi, và như vậy là còn 20 chiếc nữa. Đặc điểm của chiếc đèn mini LED Sport 60W này là có thể kết hợp được 4 giải màu, tối đa là 4 giải màu. Và các bác có thể linh động một giải hoặc hai giải màu. Để cái điều này thì sẽ giúp cho kỹ thuật viên ánh sáng có thể linh động hơn trong việc là tạo hiệu ứng, tạo các skill ánh sáng, làm cho cái khu vực sân khấu này trở nên sống động hơn, rực rỡ hơn, đáp ứng cái nhu cầu hát và giải trí của khách hàng. Các bác cảm tưởng nhé, nếu như những cái chiếc đèn này tạo ra những hiệu ứng đan xen với nhau, kết hợp cái luồng tia của laser tạo ra, và không thể thiếu đó là máy khói rồi, thì hiệu ứng rất là đẹp. Và hiện tại thì bọn em đang đến cái công đoạn là setup phần ánh sáng rồi. Đấy, như lúc nãy con nói với các bác ấy, đây các bác nhìn này, nó chói quá, ra 4 giải màu. Đấy, 4 giải màu thì cho phép kỹ thuật viên ánh sáng có thể linh động trong việc sắp xếp sử dụng các skill, làm sao cho cái không gian sân khấu này có thể sáng rực rỡ lên. Các bác nhìn vào cái phía tay em này, đấy, nhìn rõ nhất. Thực ra quay bằng điện thoại thì không biết là nó có rõ không, nhưng hiện tại ở đây là đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh dương. Đấy. Vâng, và như vậy thì em đã hoàn thiện gần xong công trình hệ thống âm thanh ánh sáng của phòng karaoke VIP Luxury Quảng Bình. Vừa nãy thì bạn kỹ thuật viên ánh sáng có hoàn thiện nốt những công việc của mình, đó là phần DJ và dấu dây, làm sao trông nó gọn nhất. Hiện tại thì bây giờ cũng đang là 12 giờ đêm rồi các bác ạ. Em Đức cùng tất cả anh em đã hoàn thiện xong, phải nói rất là perfect. Mới cách đây khoảng 20 phút thôi, chị chủ quán có xem cái video em post lên Facebook và Zalo, là chị xuống, chị bảo gửi cho chị luôn để chị đăng lên Facebook quảng cáo. Mặc dù là chưa bàn giao đâu, sáng mai bọn em sau khi xong xuôi hết, test ngon ngẻ hết là bàn giao, thì chị chủ quán với cả cô em mà hay liên hệ với em ấy thì cũng rất ưng ý, rất là mừng vì đã đạt được những cái gì mà mong mỏi, thậm chí là còn vượt xa những cái gì mà mong muốn của chủ đầu tư. Đây các bạn, rất là tuyệt vời luôn. Có những cái công trình mà bọn em rất là tâm huyết. Hiện tại thì nói thật là cái công trình nhà bọn em vào đến đây là lần thứ 2 rồi, để làm sao để làm hài lòng khách hàng. Khang Phú Đạt Audio sẽ cung cấp toàn bộ hệ thống âm thanh ánh sáng hội trường, tiệc cưới, bar, pub, karaoke. Vì vậy các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với bên em nhé, để được sự tư vấn cũng như là hỗ trợ tốt nhất để đưa ra cái giải pháp phù hợp cái nhu cầu của đơn vị sử dụng. Ở cuối video thì sẽ có một video test phần âm thanh và ánh sáng phần nhạc. Các bác cùng chiêm ngưỡng nhé, cùng thưởng thức nhé.
Hiện tại thì đúng ra là buổi ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay thì bên em mới bàn giao cho chị Hương chủ quán. Nhưng tối em được biết thì vào đêm hôm qua thì do đã cũng có nó nhu cầu để kiểm tra cái dịch vụ của bên mình rồi. Thì hôm qua khách cũng đã vào để test thử xem và cho cảm nhận rất là tốt. Đấy, ngày hôm nay đây, chị đích thân chị chủ quán chị vào thì làm luôn nguyên một cái nồi tôm to chà bá này. Tôm, cái này món gì đấy chị? Tôm thịt. Tôm thịt, ui dồi ôi. Thế là hôm nay bọn em lại có một bữa no nê để trên cái hành trình về Hà Nội rồi. Rất là tuyệt vời. Cháu ở Hà Nội. Dạ vâng ạ, cháu ở Hà Nội ạ. Vâng. Vậy nếu như bác nào có nhu cầu mà ở đất Ba Đồn Quảng Bình này hoặc là có dịp ghé qua thì có thể qua Luxury Karaoke. Cái địa chỉ ở ngay đầu video em đã giới thiệu rất là kỹ rồi. Thì mời các bác qua để thưởng thức và xem hệ thống âm thanh cũng như là ủng hộ chị chủ quán. Bây giờ thì bọn em lại chuẩn bị, chắc là chuẩn bị đánh chén rồi là lên đường về Hà Nội đó. Cũng khá là xa xôi nhưng mà rất là vui vì được chủ quán ủng hộ, rất là mừng. Bọn em nói đến bây giờ nói thật là cũng không biết nói gì nữa, là rất là chỉ biết nói rất là mừng thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.